Nhưng mà có một cái là chúng ta ứng dụng vô đâu và tại sao chúng ta phải dùng nó, thì cái điều đó là quan trọng hơn là cái cách dùng. Vậy trong này chúng ta sẽ sử dụng ngoại lệ. Hai cái từ này là từ Hán Việt. Ngoại là gì? Lệ là gì? Lệ là thông lệ. À, lệ là lẽ thường tình, thường là như vậy, mà ngoại lệ tức là ngoài cái đó, tức là cái bình thường chúng ta xử lý quen rồi, 1, 2, 3 xử lý được rồi, nhưng mà chưa chắc là không có trường hợp 4, chưa chắc là không có trường hợp 5, chưa chắc là không có trường hợp 6. Cho nên những trường hợp mà 4, 5, 6 á, là chúng ta chưa hề biết, nhưng mà có thể có xảy ra. Còn trường hợp 1, 2, 3 là bình thường chúng ta biết rồi. Đấy, như vậy gọi là ngoại lệ ha. Lệ là ngoài, chứ không phải lệ là nước ha. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có một số cái liên quan để mà xử lý đến ngoại lệ. Là khi nào thì chúng ta xử lý ngoại lệ ở đây? Thì chúng ta sẽ có một cái demo cho cái bài slide 4 của chúng ta. Chúng ta sẽ có ngoại lệ. Vậy trong cái bài này thầy sẽ ví dụ một bài toán rất là cơ bản của chúng ta. Ví dụ các bạn sẽ có một cái scanner bằng new scanner system.in, một cái biến các bạn sẽ thông báo ra, nhập cho thầy một số, nhập số 2 chấm. Sau đó thầy sẽ có một cái số A bằng scan chấm net in chấm phẩy, xuất ra số vừa nhập 2 chấm cộng A. Hôm nay mình học Java mấy rồi? Này, Java 2. Vậy thì demo cái này làm gì? Cái này là Java mấy? À, vậy tại sao demo ở đây? Ví dụ chúng ta nhập vô 8, không có gì để bàn. Nhưng nếu chúng ta nhập vô chữ Q, chuyện gì đang xảy ra? À, như vậy thì nếu như bình thường đối với Java 1 chúng ta kết luận do bạn nhập sai. Còn đối với chúng ta khi mà chúng ta học Tricast, tức là chúng ta dần dần hoàn thiện một lập trình viên, một kỹ sư để viết ra một cái ứng dụng. Mà với cái ứng dụng của bạn khi mà chạy thì không được xuất hiện kiểu như thế này. Nếu có lỗi thì phải vòng tay xin lỗi, chứ không có xuất hiện kiểu này. Như vậy bây giờ mình vòng tay xin lỗi bằng cách nào? Đây, mình sẽ vòng tay xin lỗi nha. Như vậy chỗ này mình sẽ xin lỗi nè. Try. Rồi, được chưa? Chỗ này chúng ta sẽ out, xin lỗi. Rồi chạy lại, nhập vô số bình thường đúng không, nhập vô chữ A, xin lỗi. Đó, vòng tay xin lỗi đó. Và khi mà các bạn là lập trình viên thì các bạn phải làm như vậy, cho dù có lỗi xảy ra thì chương trình của các bạn cũng không được đứng lại, cũng không được làm treo máy, cũng không được có bất kỳ một cái sự cố nào khác xảy ra, mà mình phải xử lý nó. Nói chung là tất cả mọi trường hợp mình đều xử lý được, đúng không? Như vậy thì nếu như mà các bạn nói là tất cả các trường hợp, nghe có vẻ như là
bất ổn đúng không? Làm sao mà biết hết tất cả các trường hợp được? Nhưng nếu mà thầy ghi nè, trường hợp 1, trường hợp 2, trường hợp 3. Ví dụ như trường hợp 1 là số từ 1 đến 10. Trường hợp 2 là từ 11 đến 20. Trường hợp 3 là từ 21 đến 30. Trường hợp 4, những số còn lại. Tất cả chưa? Tất cả rồi. Đấy, như vậy thì khi mà các bạn lập trình thì các bạn phải xử lý gần như tất cả các trường hợp của dữ liệu đầu vào. Thì đây là tất cả rồi. Nếu đúng thì làm, còn không đúng thì xin lỗi. Được chưa? Nếu mà trong trường hợp chỗ này bạn viết try mà bạn không có catch, try mà bạn không có catch lại. Run. Giả sử chỗ này bạn nhập vô A, chương trình bạn vẫn chạy, nhưng chỗ này nó sẽ làm cho chúng ta nhầm, tưởng rằng là chương trình của chúng ta đang rất là hoàn hảo nhưng mà thực ra không phải, có lỗi xảy ra nhưng mà chúng ta không có lưu cái lỗi này lại, thì điều đó hoàn toàn không tốt, hoàn toàn không tốt. Ví dụ các bạn làm mà các bạn qua mặt với người khác, các bạn công bố với xã hội rằng là bạn viết code không bao giờ xảy ra lỗi, rõ ràng chương trình của bạn lúc nào cũng chạy hết, lỗi nó ém mất tiêu rồi. Nhưng nếu mà khi các bạn làm với tester, các bạn có đội ngũ tester riêng, thì chuyện gì xảy ra? Nếu như khi mà test á, người ta biết cái chương trình của các bạn là nhập điểm chẳng hạn, thì người ta sẽ test gì? Test điểm nhỏ hơn 0, test điểm lớn hơn 10 và test điểm A, chữ vô hoặc là ký tự bất kỳ vô. Nếu như người ta test số đảm bảo rồi và người ta gõ chữ, thì kỳ vọng là khi người ta gõ chữ thì chuyện gì xảy ra? Ừ, phải xuất ra một cái thông báo. Đó là tester kỳ vọng nha. Tester phải kỳ vọng như vậy. Tức là cái giá trị kỳ vọng khi mà đặt ra với một cái test case để mà kiểm tra cái phần điểm này. Nếu như bạn phải xuất ra được một cái thông báo hoặc là một cái gì đó để biết rằng là cái điểm bị lỗi, thì cái module của cái dev của developer đó là bad. Anh viết vậy là ok rồi. Nhưng trong trường hợp mà bạn không có try, bạn không có try mà bạn để trực tiếp luôn, thì khi nhỏ vô số thì nó xảy ra lỗi và nó tuôn ra nguyên đống lỗi giống như hồi nãy. Như vậy chắc chắn là fail. Rồi. Bây giờ bạn không muốn xuất lỗi mà bạn try mà bạn không catch. Bạn try bạn không catch. Thì cái bạn mà tester bạn nhập vô chữ A, bạn đang kỳ vọng là nó phải xuất ra một cái thông báo lỗi, nhưng mà cuối cùng bạn không nhận được gì hết, thì chức năng này fail chứ không phải mình ém lỗi là được đâu, vì còn bạn tester nữa. Được chưa? Đấy, như vậy khi mình code mình phải bao trùm, và bao trùm bằng cách là mình phải công khai cái lỗi này. Vậy thường khi mà các bạn viết ứng dụng có một số cái lỗi mà mình không hề biết, vậy làm gì? Mình sẽ làm gì ở chỗ này? Không lẽ xuất câu xin lỗi? Làm gì? Có một số cái lỗi mà mình cũng không biết tại sao lỗi. Mình cũng không có ở công ty người ta lấy đầu xem. Mình giao cho người ta xài rồi. Thường các bạn thấy khi các bạn dùng Win hoặc các bạn dùng các ứng dụng có lỗi thì nó làm gì? Nó báo lên một cái ký hộp thoại ha, rồi làm gì nữa? Nó có hai nút, một nút là gì? Vậy là mấy bạn này giờ là chưa bao giờ mà gặp lỗi nè. Không, ít ừ có try again, nhưng mà thường của Windows nó sẽ có là send error, tức là send cái đó cho nhà phát triển của Microsoft, một cái là done send. Như vậy thì khi mà các bạn viết một cái phần mềm là đã bán cho doanh nghiệp rồi, thì doanh nghiệp có quyền sở hữu cái phần mềm đó,
và tất cả dữ liệu trong doanh nghiệp mà đưa ra bên ngoài, nếu doanh nghiệp đó không đồng ý là bất hợp pháp, mặc dù chỉ có một cái mã lỗi thôi cũng không được đưa ra, bởi vì đó là đồ của nhà người ta. Như vậy khi mà bạn, mục đích của bạn là gì? Send cái mã lỗi này về công ty mình. Chứ bây giờ mình bán phần mềm cả ngàn cái phần mềm, mình đâu biết phần mềm nào bị lỗi đâu mà mình chạy đến. Đấy, như vậy thì khi mà bạn viết phần mềm, bạn có thể cài đặt một cái thông tin nào đó về quyền sở hữu cái phần mềm đó. Thì khi bạn send về, bạn biết là cái phần mềm này là đang ở đâu, là phần mềm này ai dùng, lỗi này đang xảy ra ở đâu. Đó, ví dụ như là ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Hà Nội hay là ở Đà Nẵng chẳng hạn. Rồi cái thứ hai nữa là bạn phải ra một cái thông báo send, don't send, để cho cái người dùng người ta quyết định. Và khi người ta bấm send là chính anh nhé, anh chấp nhận gửi cái thông tin này đi chứ không phải là tôi ăn cắp. Thì phải xử lý chỗ này giúp thầy, bởi vì mình gửi một cái là nó gửi về mail mình luôn. Cho nên nếu như mà không có về cái vấn đề bản quyền này, không có về cái vấn đề bảo mật này, thì bây giờ bạn viết phần mềm đúng không? Bạn quản trị được data. Rồi cuối cùng tất cả những cái data đó bạn cứ âm thầm bạn send hết về mail của bạn thì thôi rồi luôn. Cho nên về bảo mật mạng là nguyên tắc chúng ta viết, nhưng khi chúng ta bàn giao là cắt đứt. Tất cả mọi thông tin mà bên trong mà chuyển ra bên ngoài thì phải được sự đồng ý của doanh nghiệp. Cho nên nó mới có cái nút send và don't send. Nếu doanh nghiệp không đồng ý thì người ta sẽ alo. Rồi người ta capture cái đó, người ta gửi bằng mail, hoặc là người ta gửi bằng cái gì đó chuyện của người ta, nhưng mà không phải là từ phần mềm. Đó, ok. Như vậy mình phải xử lý chỗ này, khôn khéo chỗ này, chứ không mình bị vi phạm á. Rồi cái phần try. Và ví dụ như xử lý A chia B, A chia B, B bằng 0, deep B 0. Như vậy chỗ này mình sẽ giải thích cái câu lệnh này bằng một cái đoạn văn nè. Try là gì? À, thử làm. Thì mình sẽ nói là hãy thử đi, nếu được thì làm. Như vậy mình thử cái gì? Mình thử cái này nè. Scan net in. Đẩy cái net in đó vào A, thử đi. Nếu được thì lúc này là được nè. Làm. Nếu được thì làm và làm tiếp cái câu tiếp theo. Còn không, thì xuống dưới này. Và trong cái try catch thì các bạn có quyền catch nhiều, nhiều thứ. Bạn muốn catch cái gì, bạn xuất lỗi gì thì bạn cứ catch ra đây. Catch rất là nhiều thứ. Ví dụ như là catch exception, hoặc là catch AO exception, hoặc là catch error, tùy các bạn. Ví dụ như là E2 thì dưới cái E2 này bạn xử lý cái gì đó là chuyện của bạn. Ví dụ như E2 print chẳng hạn, và bạn in cái lỗi này ra. Thì tí nữa thầy sẽ giải thích khi nào thì exception, khi nào thì có một cái lỗi, cái exception khác. Và cuối cùng thì bạn sẽ có một cái từ khóa finally. Final là gì? À, cuối cùng, kết thúc. Như vậy chỗ này mình sẽ có là cuối cùng, mình đưa ra một cái câu thông báo. Như vậy chỗ này khi các bạn chạy chương trình chính, đúng không? Đúng. Số vừa nhập cuối cùng H. Sai. Xin lỗi. Từ cuối cùng cũng nhảy đi đây. Như vậy thì cái finally là cái mà cho dù đúng, cho dù sai vẫn đi qua đây. Vậy thì người ta thường hay dùng cái này để làm gì? Thường cái finally này để làm gì? Thường người ta sẽ dùng để reset bộ nhớ chẳng hạn. Tức là trước đó mình khai báo một cái file, ví dụ như là mình open file để mà read hoặc write. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà bạn đọc được thì trong cái này bạn close. Bạn đọc không được, các bạn quên close mất. Cho nên nó phiền. Hoặc là ở trên này mình cũng close, dưới này mình cũng close, mệt quá. Đẩy xuống finally.
tức là đường nào cũng close, thì đẩy nó xuống một chỗ thôi. Như vậy mình dùng cái từ khóa finally vào. Đó là cấu trúc của lệnh try get. Còn cái mà deep by zero thì các bạn sẽ thử. Trong cái ngoại lệ thì nó được kế thừa trong Java mình biết rồi. Object là cha đẻ của tất cả các thành phần trong Java. Kể cả string cũng là object, int cũng là object, cái gì cũng object hết. Và cuối cùng thì nó có một cái về cái throw và cái exception. Đây, cái mà chúng ta mới vừa làm lúc nãy là chỗ này, exception. Thì trong cái exception nó cho kế thừa tiếp, con của nó là AO exception, hoặc là cái bên này là error, error exception. Như vậy mình đang xử lý ở bên này. Đó. Và trong cái này, tại vì sao exception rồi xuống AO exception, thì chỗ này nó sẽ kế thừa lại và nó viết những phương thức cụ thể hơn để nó nhận biết được lỗi chính xác hơn. Còn nếu mà bạn dùng exception thì nó cũng là thông báo lỗi nhưng mà lỗi chung chung. Còn nếu mà bạn dùng AO exception thì cái lỗi này thường nó sẽ nằm vào trong trường hợp mình đọc ghi file thì nó có vào và ra. Ví dụ lỗi là find not found, là không tìm thấy file chẳng hạn, thì nó nằm trong AO exception. Như vậy mình sẽ có, hoặc là bên này cái index out of poll exception. Ví dụ bạn truy cập mảng, mảng của bạn có 3 phần tử nhưng mà bạn để A5 thì nó xảy ra lỗi. Và A5 thì mình sẽ có là index out of poll. Mình sẽ thấy được cái lỗi này cụ thể. Đó là tại sao mà cũng là exception nhưng mà nó có rất là nhiều cái lớp con ở phía sau. Lớp con để nó cụ thể hóa cái lỗi cho chúng ta dễ nhìn. Ví dụ một cái ngoại lệ nữa mà chúng ta thường hay xài, rất rất thường hay xài. Ví dụ như ở chỗ này chúng ta sẽ có một cái form nhập điểm và đưa vô đây một cái điểm. Chúng ta sẽ kiểm tra điểm sẽ được chuyển từ cái test là get test bạc double sang cái điểm. Nếu chuyển được thì chuyển, còn không được thì bỏ qua. Xuống đây, nếu không được thì nói là điểm sai, còn nếu chuyển được thì chúng ta chuyển chuyển được thì chúng ta chuyển. Và sau khi chuyển được thì chúng ta sẽ nhân điểm lên, ví dụ như thế. Ví dụ như là 6 thì chúng ta chuyển được, nó nhân lên thành 12. Chỗ này 6A chuyển không được, nó biểu là nó báo là điểm sai 6A. Đấy, như vậy thì chúng ta có thể sử dụng cái try catch. Còn nếu như bạn không sử dụng try catch mà bạn ép nó bạc double thì nó sẽ xảy ra lỗi nếu mà chúng ta không sử dụng try catch. Như vậy ở chỗ này bạn, nếu như mà bạn kiểm tra, bạn không dùng try catch mà bạn muốn kiểm tra là cái get test này có phải là số hay không, nếu đúng là số thì mình mới bạc qua, còn không phải là số thì mình không bạc được không? Được không? Tức là chưa học try catch mình có thể làm được việc này không? Ký tự một nó có giá trị ASCII là 48 thì phải. Đó, bạn phải kiểm tra cái giá trị ASCII của cái ký tự đó. Nếu mà nằm trong cái khoảng từ mấy đến mấy đó thì nó là ký tự đó là ký tự số thì mình sẽ bạc qua được. Còn nếu mà nó không nằm trong cái khoảng của ký tự số thì mình không bạc qua được. Nhưng mà giả sử số 10 là mình không kiểm tra được, rất là phức tạp. Phải không? Số 10, số 9 thì ok. Từ 0 đến 9 thì mình kiểm tra nó là một ký tự thì mình kiểm tra dễ. Nhưng mà qua số 10 cái mình phải tách nó ra 1 và 0 mình mới kiểm tra được. Cho nên đây là phương pháp mà chúng ta kiểm nhanh nhất, try catch. À, nếu làm được thì làm, còn không làm được đẩy qua lỗi. Và tất cả những gì không làm được đều đẩy qua lỗi. Tất tần tật mọi thứ.
cứ có lỗi là đẩy qua đây. Đấy, như vậy thì try catch của chúng ta. Rồi mình có một cái nữa là ném lỗi. Brown. Ném lỗi. Bad ABC. Right file. Đây. Hồi nãy thầy nói đến cái AO exception. File not found exception hoặc là end of file exception. Đọc đến cuối file rồi mà vẫn cứ đọc thì xuất hiện lỗi. Mà trong khi xuất hiện lỗi này thì ví dụ thầy đang có một cái demo liên quan đến đọc file. Ví dụ đây. Bạn sẽ đọc cái file. Ví dụ như là thầy đang chuẩn bị là file data in. Run bên này. Đây, đọc ra số 49 nè. 49. Trong cái file. Nếu như chúng ta muốn tìm là cái file này nó đang ở đâu thì chúng ta chọn property ha. Ctrl C. Rồi các bạn ra đây. Các bạn dán ra. Bỏ cái chữ O file này đi. Bỏ cái Java phía sau này đi. Bởi vì cái này là tên file. Nếu mà bạn enter là nó mở ngược lại á. Đây. Và cái của mình là nó nằm ở cái project này nè. Data in nè. Data in của chúng ta thầy ghi số 10. Bây giờ thầy ghi số 123 đi. Thầy ghi số 123. Đây. Tại vì nó đọc ra số 1 à. Đó, cho nên nó ra số 49. Ví dụ như mình ghi số còn mình muốn đọc nhiều hơn thì đó là mình xử lý sau. Bây giờ mình đọc được cái đã. Mình chỉ cần xử lý là đọc được hay không đọc được thôi. Cho nên là mình cũng không có quan tâm đến chỗ đó. 57. Là đọc được. Rồi ok. Và bây giờ thầy đổi cái file. Đổi cái file. File này nó không phải là file data in nữa mà file data in 123. File này có không? Không có. Không có, ok. Lỗi. Bây giờ lỗi gì? Trong này thầy chỉ biết lỗi thôi. À, chưa biết lỗi gì. Vậy chỗ này mình muốn biết lỗi gì? Đây, lỗi nè. Thầy chỉ ghi lỗi thôi. Bây giờ thầy cụ thể, thầy muốn biết lỗi gì? Thì thầy có thể chỗ này thầy sẽ kết thêm một cái nữa. Đó, kết thêm một cái nữa. Thì ở chỗ này thầy sẽ đẩy cái exception này đi xuống dưới. Rồi ở chỗ này thầy sẽ là file not found exception. File not exception. Ví dụ như vậy, mình đặt cái tên cho nó thôi. Nó là tên mà, mình muốn đặt gì đặt. Và thầy ném cái lỗi này ra. À, thực ra mình đặt để cho nó có thôi, để mình tùy theo cách xử lý. Ví dụ như là cái này là lỗi không có file. Lỗi không có file. Rồi mình cộng với lại cái fn này ra. Để cho nó đẩy cái lỗi này ra bên ngoài. Mình xem thử nó là cái gì. Rồi như vậy chỗ này mình chạy lại. Lỗi không có file. Đó. Không có file. Rồi cái chỗ này nó để là Java IO not found nè. File not found nè. Nó ghi cái lỗi ra cho mình đây nè. Cái này là cái cái này là cái FNFE này các bạn. File not found exception. Thầy lưu là file not found exception đó. Đó là nó đẩy cái này ra nè. Chứ nó không nằm dưới này nữa, nó không nhảy xuống dưới này nữa. Như vậy ở chỗ này là mình sẽ cũng là đưa exception, nhưng mà mình đưa một cái exception cụ thể.
là cái exception phía sau, cái lớp này nó kế thừa từ cái exception, final for exception, nó kế thừa từ cái class exception đó. Thì các bạn thấy là với nhiều cái case bạn có thể đưa ra đây. Bây giờ mình sẽ thử với lại một cái mảng đi, mình sẽ thấy được cái case này nhiều nhiều case. Bây giờ mình sẽ thử với một cái mảng, phần này mình bỏ đi ha. Mình sẽ demo nhiều case. Mình sẽ khai báo một cái mảng in a chấm phẩy, sau đó mình sẽ try system out a thứ một, system out a thứ một. Thì bản thân chỗ này là nó báo lỗi ngay phần biên dịch, là cái biến này chưa được khởi tạo, cho nên ở trong cái phần mà vấn đề về mảng, là nó không xảy ra cái trường hợp là chưa được khởi tạo, bởi vì cái mảng đó mình chưa khởi tạo là nó báo lỗi ngay từ đầu rồi. Như vậy mình sẽ làm một cái ngoại lệ khác, là cái format này không phải là số, hoặc là cái array index out of power, tức là vượt ra khỏi cái giới hạn mảng. Như vậy ở chỗ này chúng ta có thể sử dụng một cái lệnh, chúng ta cũng vẫn dùng cái này, và chúng ta sẽ khai báo ở đây cái mảng của chúng ta, ví dụ như mảng bên này là mảng string, để tí nữa mình ép kiểu string, mình ép kiểu ví dụ như mình có ký tự một, ký tự a, ký tự tám, ký tự một, ký tự a, ký tự tám, ký tự một, ký tự a, ký tự tám. Ok, cứ làm cứ quên bên Python hoài, mấy hôm nay đang dạy Python cứ ký tự một. Ok, Python nó sử dụng một dấu nháy. Mình xuất cái a này ra, nếu trong trường hợp chỗ này thì khá là đơn giản, nhưng nếu mình sử dụng một cái biến in y bằng integer chấm path in của a thứ một, ví dụ như vậy, rồi sau đó mình in cái y này ra, nếu vậy thì nó sẽ xảy ra lỗi, in y ra, và chỗ này mình chỉ có thể xuất ra được lỗi gì thôi, chứ còn mình không biết cụ thể. Mình xuất cái lỗi này ra, đây, đây lỗi nè, được chưa? Thì mình phải phân tích cái lỗi này ra, phân tích lỗi ra, nó là number format exception. Thì thay vì mình phải đi phân tích cái chuỗi này thì mình sẽ nói gì? Mình sẽ nói là chỗ này number format exception, ví dụ như vậy. Chỗ này thì mình nói chỗ này là lỗi không phải định dạng số, không phải là số.
Rồi, cụ thể luôn. Cụ thể luôn, không phải là số. Lỗi, không phải là số. Rồi, mình có thể làm gì nữa? Chỗ này thay vì là A1, mình để A3 đi. A3. Array index out of. Đó. Như vậy thì mình sử dụng đến cái ngoại lệ này. À, sử dụng đến ngoại lệ này. Mình bắt cụ thể cái ngoại lệ này luôn. Như vậy chỗ này các bạn sẽ kết thêm một cái nữa. Kết thêm một cái nữa. Và chỗ này, à, lỗi này là lỗi phần tử không tồn tại chẳng hạn, ví dụ như thế. Đó, lỗi phần tử không tồn tại. Như vậy mình cụ thể hóa từng cái exception ra. Chứ còn nếu như mà mình không có cụ thể hóa thì mình sẽ thông báo dưới này. Mình thông báo dưới này thì mình phải bắt được cái e này là cái gì. Mình phải tách được cái chuỗi ra. Rồi mình mới biết nó là lỗi gì. Còn nếu như mà mình bắt ở đây là mình biết chắc là khi nào mà nó out of thì nó nhảy vô đây. Đó. Như vậy thì tùy trường hợp và các bạn có thể là thêm nhiều cái khác nhau. Rồi mình có thể thử trường hợp nôn được không? Thử coi nào. Vô đây mình sẽ A bằng nôn. Thử đấy, được chưa? Như vậy bạn khởi tạo từ đầu thì nó không cho, mà lúc đầu bạn vẫn khởi tạo, bạn gán giá trị rồi sau nó vô đây bạn chọn là null thì ok. Được, được rồi. Mình sẽ thêm một trường hợp nữa, thay vì mình phải thì mình đẩy cái null này vào. Null exception. Lỗi của chúng ta là gì? Mảng chưa khởi tạo. Mảng chưa khởi tạo. Rồi, mảng chưa khởi tạo. Tức là mình đưa cụ thể từng cái lỗi ra. Đó là nhiều cái két ha. Đấy, nhiều két. Rồi mình có một cái bài. Ví dụ bài này rất thường xuyên sử dụng cho đến đi làm. Tức là mình sẽ nhập vô ngày tháng năm ở dạng form. Nó có hai dạng nhập, một là bạn gọi một cái dialog lên để bạn chọn cái lịch. Hai là mình gõ trực tiếp vô. Đó. Như vậy nếu mà trường hợp mình gõ trực tiếp vô thì mình sẽ kiểm tra cái lịch của chúng ta là đúng yêu cầu. Lịch của chúng ta ngày tháng là đúng yêu cầu. Vậy thì thế nào là đúng? Cái ngày phía trước đúng hay là ngày phía sau đúng? À, nhưng mà bình thường mình nhìn ví dụ như là đồng hồ của thầy nè, ngày 1 tháng 2 năm 2003 thì đây mới là đúng chứ. Tại sao mà chỗ này nó nói là ngày sai? Cho dù chỗ này thầy nhập vô là 22 trước 11 sau cũng sai luôn. Tại sao sai? Tại vì mình nói nó sai là nó sai. Đây. Mình nói nó sai là nó sai. Tại vì sao? Tại vì nói là cái ngày của mình á, khi mình nhận vào được format ở dạng là đây đây trừ mình trừ gì gì gì, cái ngày của mình là dấu trừ thì ai mà nhập dấu trừ là đúng, nó nhập dấu siêu là sai, bởi vì mình quy định vậy mà, cái pattern của mình là như vậy.
cái mẫu của mình là vậy. Đấy. Rồi. Như vậy cái cấu trúc bài bản này chúng ta sẽ sử dụng một cái class Simon Dash 1m, tức là định dạng ngày cơ bản đúng không? Đơn giản. Và mình đặt cái tên nó là 1m mirror. Ok. Chỗ này thiết lập một cái pattern. Và chú ý là chuyển từ test sang ngày. Còn cái ở dưới là gì? Chuyển từ ngày sang test. Đều là nó hết nha. Đều là cái hàng này hết. Cho nên là chú ý là chỗ này là mình sẽ set pattern. Đây mình set pattern nè. Và 1m ở đây là bạc. Giống y chang như là in. Bạc in. Double bạc double, tức là chuyển từ test sang số. Còn này là chuyển từ test sang ngày. Đó. Còn ví dụ như là chỗ này là chuyển từ ngày sang test, thì hai cái phương thức này là hai phương thức khác nhau và cái này mình dùng khá nhiều. Cái thứ hai mình cần lưu ý, DD, MM, M hoa, M thường khác nhau không? Một M có không? Ba M có không? Bốn M có không? Có. Một M là gì? Tháng từ 1 đến 9 không có số 0. 2M bạn gõ vô số 1 thì tự nó đang 0,1. Còn 1M bạn gõ 0,1 tự nó vứt số 1 số 0 đi. Nó chỉ còn số 1 thôi. 3M đó. 3M là tháng, chữ viết ngắn. Chữ viết ngắn ví dụ như tháng 10 OCT, tháng 11 NOV. Còn 4 chữ là tháng đầy đủ, October, November. Đó, thì tùy cái định dạng. Và định dạng này nó là có gì nữa? Có chữ E. Còn có gì khác không? Vui lòng ghé đây. Ghé đây xem. Xem cái detail của nó, coi là trong class đó nó định nghĩa cái gì bên trong á. Thì mình muốn format cái gì thì mình đưa cái chữ đó vô và mình đặt pattern cho nó thì tự động nó ra đúng theo cái yêu cầu của mình. Được chưa? Đấy, như vậy thì đối với lại cái bài toán này. Khi mà bạn get vô một cái test và bạn kiểm tra, tất nhiên giả sử chỗ này bạn ghi là 11/22 cũng bị lỗi. Tại vì khi bạn nhận vô 11/22 thì chỗ này là tháng 22. Tháng 22 là sai. Thì chỗ này nó vẫn sai, nó convert qua nó vẫn bị sai. Rồi ok. Thì thử chỗ này nhé. Chỉ trừ khi nào thầy nghĩ chắc em ngập mà cái năm dưới 1990. Chứ còn lịch của mình nó bắt đầu từ 1990 và về sau không biết cái năm nào. Hiện nay là năm đầu tiên là 1990. Các bạn có biết là ví dụ như con số này nè là số gì không? Ví dụ thầy gõ vô đây, các bạn biết ngày này ngày mấy không? Ngày mấy đó, thầy hỏi là ngày mấy. Hên xui thầy cũng không biết. Ngày 13 tháng 5. Rồi ngày hôm nay ngày mấy? 1/2. Ngày hôm nay là 44.958. Tính từ đâu? Tính từ, vậy thì mình cứ tính ngày 1 đi. Là ngày nào là biết liền gì? Đó. Thì đây là đầu tiên của lịch, còn trước đó thì không biết. Như vậy còn nếu mà bạn nhập vô mà cái năm mà 5.000 thì thầy cũng không biết nó có không.
ví dụ như là 5-20 ngàn đi coi có không, xài 5-20 ngàn là nó thành tép rồi, nó nhảy qua bên trái là nó thành chuỗi rồi. Ví dụ như 5-8 ngàn 9 ngàn đi coi có không, ừ, có hả, à 5-1 không, không không tồn tại, bởi vì cái năm nhỏ nhất là năm 1900 cho nên 5-1 không có, bây giờ 1899 cũng không có nữa chứ, 1899 chuỗi. Ai biết, hỏi cái bạn mà làm lịch này nè, hỏi tại sao mà lấy cái mốc là 1900, ai biết, chịu nha, hỏi thầy, đừng hỏi thầy nha. thầy không làm ra lịch rồi, là thầy không biết được tại sao mà lấy từ 1900. Rồi các bạn sẽ code lại cái phần này giúp thầy. Như vậy thì ở chỗ này lỗi xảy ra chỗ nào mà người ta phải đưa vô try? Lỗi xảy ra chỗ batch ép qua, nếu mà ép được ép không được là lỗi. Ừ vậy thôi. Vậy cái pattern này tức là nó lấy hai ký tự rồi đến dấu trừ, đến hai ký tự, à dấu trừ 4 từ. Giả sử chỗ này bạn sẽ dùng là xích gạch thay vì dấu trừ thì chỗ này ngày này cũng sai luôn. Mà ngày này muốn đúng bạn phải xích gạch. Vậy thôi. Mình muốn quy định cái gì thì nó là đúng. Rồi, đó là ngoài lệ. Rồi, try get finally. Hồi nãy mình nói rồi. Rồi, ném. Sử dụng round. Ném lỗi ra. Ném lỗi ra bên ngoài. Như vậy cái ném này cũng rất là hay. Bạn sẽ làm cái này trước đi. Demo phần này trước đi các bạn. Các bạn code lại hết những cái demo liên quan, kể cả phần này luôn nhé. Kể cả phần này luôn. Thì mình sẽ dừng lý thuyết ở đây. Và sẽ mời